tiên tri tiết lộ ba bí mật động trời, giúp tuổi Bính Thìn 48 tuổi hóa khổ thành phước, đúng 2 tháng cuối năm đổi vận cực giàu, có tiền tỷ xếp đầy két. Quý mệnh chủ thân mến, luận về vận số cuộc đời cho thấy, những năm vừa qua tuổi Bính Thìn đã gặp nhiều vất vả, khốn khó đủ đường, nhiều khi giật mình kinh hãi khủng khiếp trong cảnh nợ nần. Túng thiếu tiền bạc phải cúi đầu đi vay mượn khắp chốn, lao tâm khổ tứ tìm đủ mọi cách để lo xoay sở, trang trải cuộc sống mưu sinh. Nhưng nghèo khó thế đủ rồi, từ 48 tuổi trở đi, sẽ là lúc người tuổi Bính Thìn có thể hồi phục và gây dựng lại những thứ đã bị mất mát trước đó. Trong năm này, bản mệnh sẽ đón nhận một thời vận mới với nhiều điều may mắn và phúc khí vây quanh, có cát tinh phù trợ, cục diện bề trên che chở. Bản mệnh cầu được ước thấy, chỉ cần quyết tâm làm việc không bỏ giờ giữa chừng thì ắt gặt hái được nhiều thành công ngoài dự kiến. Xem tử vi chọn đời thấy rõ, bước sang tháng 11 và 12 năm 2023 âm lịch, vận trình của Bính Thìn sẽ bừng sáng bất ngờ nhờ cát tinh cao chiếu từ sự nghiệp công danh. Cho đến tài lộc của tín chủ đều khởi sắc khi được thần tài ban lộc, thần may mắn gõ cửa, bất ngờ nhận phúc lớn, giàu có ú ụ, tiền bạc ào ào kéo về nhà như nước lũ, cuốn trôi đi sự vất vả nghèo đói cả một đời, đổi lại là tiền tỷ cầm tay, nhà lầu xe hơi, cuộc sống sung túc, giàu có an nhàn, gia đạo an yên, tinh thần vui vẻ, khiến người người kính nể. Vậy, vận trình cụ thể trong 2 tháng tới về sự nghiệp, công danh, tiền bạc, sức khỏe và tình duyên gia đạo của người tuổi Bính Thìn cụ thể sẽ ra sao? Và điều gì giúp tín chủ đổi đời giàu có nhanh chóng như vậy? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được Minh Đường Tử Vi bật mí ngay sau đây, đặc biệt ở phần cuối video. Ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ về những điều cấm kỵ và cách hóa giải vận hạn giúp tuổi Bính Thìn tránh họa đắc phúc, hưởng lộc, có những tháng cuối năm cực may mắn và giàu có. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi lá số tử vi dưới đây. Kính thưa quý vị, người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, thường thông minh, lanh lợi vì được thế chí Bồ Tát ban trí tuệ. Nhưng số người phải bôn ba đây đó, sống đất quê người thì hiển vinh, an vui, họ sinh sống tại quê thì bình thường. Tuổi Bính Thìn sống biết ban phát thì càng giàu sang, phú quý, họ sinh được giờ tốt thì làm quan lớn, được người người quý mến, họ có ước vọng cao xa và cũng yêu cầu người khác quá nhiều. Bính Thìn thông minh, tài trí, nhưng họ độc đoán và mưu đồ mọi nhẽ, tuổi này biết rút ngay bài học sai lầm để tránh, có thể nói họ làm nhà chính trị hay làm học giả cũng đều tài ba, họ làm quan thì cả họ được nhờ, còn làm dân thường thì khí phách và ngay thẳng khiến tiểu nhân cũng phải sợ. Những kiếp nạn sẽ diễn ra ở các năm 35, 36, 48, 50 tuổi, dễ gặp tai nạn cần đề phòng, hãy nên sống thiện và tu nhân tích đức thì sẽ được phước và tai qua nạn khỏi, sống thọ phú quý đến già. Tuổi Bính Thìn, xét theo địa chi, gọi là thiên thượng chi long, tức rồng trên trời, có sức sống mãnh liệt, vẻ bề ngoài luôn toát lên khí phách oai hùng lẫm liệt. Không chỉ có vậy, họ còn hội tụ đầy đủ những tinh hoa, phẩm chất đẹp của một con người, sự thật thà, bao dung và yêu thương con người. Theo ngũ hành, Bính Thìn 1976 thuộc mệnh thổ, hay còn gọi là sa trung thổ, tức là đất pha cát. Đây là những người rất thông minh lanh lợi, có khả năng đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, luôn yêu cầu sự tự do và cũng mong muốn có sự tĩnh lặng nhất định. Trong công việc, Bính Thìn 1976 làm việc rất chăm chỉ, cần mẫn, lại có khả năng giao tiếp giỏi, năng động, sôi nổi nên rất được lòng những người xung quanh. Họ cẩn trọng, thích những thứ hoàn hảo, hoa mỹ và có một gu thẩm mỹ tinh tế. Bính Thìn là người có khả năng phán đoán và nắm bắt thời cơ, rất giỏi trong việc tận dụng thời thế để ứng biến với thời cuộc, vì thế họ dễ thành đạt trong việc kinh doanh. Thống kê cho biết, rất nhiều Bính Thìn 1976 trở thành tỷ phú do chăm chỉ làm ăn. Đinh là thuộc hỏa, tỵ thuộc hỏa, mà nạp âm của Bính Thìn là hành thổ, cho nên Bính Thìn có khá nhiều may mắn trong cuộc sống, sống hay được quý nhân giúp đỡ. Bính Thìn rất chăm chỉ làm ăn, cộng thêm bản thân là người khéo léo, tinh tế, có khả năng ứng biến trong mọi công việc, nên thường có nguồn thu nhập ổn định, kinh doanh thuận lợi. Đặc biệt con đường xây dựng sự nghiệp của người tuổi Bính Thìn cũng có khá nhiều vận may, tài lộc cứ vơi rồi lại đầy, mỗi lúc khó khăn, người này đều có quý nhân ra tay giúp đỡ, tháo gỡ mọi rắc rối. Vận số của họ đặc biệt may mắn ở thời trung vận, tài khí tuổi Bính Thìn lúc này hanh thông hơn, mưa thuận gió hòa, làm gì cũng dễ thành công, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, càng về già sẽ càng có nhiều may mắn, tiền bạc dồi dào, chất đầy két, hậu vận được an nhàn thành thơi. Trong cuộc sống, Bính Thìn mệnh thổ cũng rất lương thiện, dễ mùi lòng, đây là bản tính của họ chứ hoàn toàn không có chút gì giả tạo. Tuy họ luôn lo có mong muốn lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, nhưng tính cách không rõ ràng nên cuộc sống của họ khá bình yên.
Thực ra người này chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì với tố chất của mình, họ hoàn toàn có thể trở thành lãnh đạo xuất sắc, có quyền lực trong tay, đủ sức tạo phúc cho nhân dân. Tuổi Bính Thìn rất thoải mái, linh hoạt trong cách giao tiếp, với vẻ ngoài thanh lịch, họ dễ tạo được thiện cảm với người xung quanh, đặc biệt là người khác giới, nụ cười luôn rạng ngời trên môi và ánh mắt thân thiện cũng là ưu thế của họ trong giao tiếp. Người tuổi Bính Thìn sống bao dung, chân thành, vì vậy bạn bè, người thân luôn tìm đến họ để sẻ chia nỗi niềm tâm sự. Nhưng tuổi Bính Thìn lại giải quyết mọi việc đều bằng lý trí, không vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến công việc chung. Họ dễ nóng giận và cũng dễ tha thứ cho người khác, không bao giờ ôm thù hận trong lòng. Họ là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Tuổi Bính Thìn một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Tuy nhiên, sự tự tin thái quá như một con dao hai mặt, nếu chủ quan con dao ấy có thể đâm sau lưng họ bất kỳ lúc nào. Xem tử vi cho thấy, năm Quý Mão, người tuổi Bính Thìn đang ở giai đoạn chờ đợi năm Thìn đến, vì thế cần nhẫn nại, yên tâm làm việc. Người tuổi Bính Thìn làm nhiều, lo nghĩ nhiều vào năm Mão, nên bỏ đi thói quen ỷ lại, đầu tư có tính đột xuất thì sẽ có thu hoạch, nếu đầu năm gieo hạt thì cuối năm sẽ có thu hoạch. Về phương diện sự nghiệp và tài vận, đầu năm Quý Mão, người tuổi Bính Thìn chưa có sao cát chiếu mệnh, còn nhiều khó khăn, nhưng là năm mở rộng quan hệ nhân tế. Đặc biệt vào giai đoạn cuối năm, tín chủ có quý nhân phù trợ, giành được đại lợi trong sự nghiệp và mở rộng nghiệp vụ. Người sinh năm 1976 được mọi người chú ý, có quý nhân phù trợ, tài vận của người tuổi Bính Thìn vào cuối năm sẽ có nhiều chuyển biến tốt hơn, Bính Thìn vẫn nên tham gia đầu tư. Tuy nhiên, trong năm Quý Mão, người tuổi Bính Thìn vẫn có sao xấu chiếu mệnh, nên có nhiều điểm chưa thuận, họ phải vận động nhiều, làm những điều tu nhân tích đức để tránh ảnh hưởng thần kinh do phải suy nghĩ nhiều. Cuối cùng, cần chú ý một điều, năm Quý Mão người Bính Thìn có biến đổi lớn, đó là năm người tuổi Bính Thìn chịu quyết định của sao Thái Tuế sắp đến. Tức năm 2024 này, người tuổi Bính Thìn cần tự kiểm điểm mình, rút kinh nghiệm và phòng bị cho mình, vì năm Quý Mão là năm đại chiến của người tuổi Bính Thìn. Cho nên họ cần chuẩn bị kế hoạch đầu tư một cách tốt nhất để đối diện với năm có nhiều khiêu chiến này. Nhìn chung năm 2023 được định sẵn là giai đoạn có cả may mắn và thách thức cùng tồn tại. Và có 2 tháng cuối năm được dự báo là thời điểm rực sáng phát tài nổ lộc của Bính Thìn. Nếu con giáp này nắm được vận trình của mình trong 2 tháng này chắc chắn sẽ đổi vận nhanh chóng, giàu như vũ bão, trở thành con giáp giàu có nhất trong 2 tháng cuối năm 2023 này. Tổng quan tử vi tuổi Bính Thìn 1976 trong tháng 11 và 12 âm lịch. Tử vi tuổi Bính Thìn trong 2 tháng cuối năm Quý Mão 2023 được dự báo là khoảng thời gian yên bình và đem đến nhiều điềm lành, vận may. Người tuổi Bính Thìn sẽ thành công trong bất kỳ vai trò nào bạn đảm nhận, các mối quan hệ tình yêu sẽ khởi sắc, cuộc sống hôn nhân sẽ rất tuyệt vời. Đây được xem là 2 tháng thuận lợi cho việc mở rộng vòng kết nối xã hội của tuổi Bính Thìn, tín chủ sẽ có thể khởi động các dự án mới, lập kế hoạch thu về lợi nhuận tài chính tốt và tất cả các khoản đầu tư của tuổi Bính Thìn sẽ sinh lời trong nhanh chóng. 2 tháng cuối năm này, tuổi Bính Thìn sẽ có thể khẳng định mình nhiều hơn vì bạn hiểu điều mình muốn. Và cách tốt nhất để đạt được chúng, bạn có vòng tròn mối quan hệ xung quanh sẽ đem đến cho bạn những điều tốt nhất. Hãy cởi mở với những cơ hội và luôn nói có, cơ hội chỉ đến một lần, do đó bạn không nên lãng phí chúng, mà nên tận dụng tốt chúng. Bên cạnh đó, năm 2023, vận niên của người tuổi Thìn là hổ nhập nội hay hổ về đồng bằng, có sự thay đổi môi trường sống về nơi ít mồi hơn. Vì thế nếu gặp vận niên này, tuổi Bính Thìn nên từ từ chờ thời thế, không nên làm gì cần bỏ ra nhiều vốn, thì mọi thứ sẽ thuận lợi hơn. Dự đoán tử vi 2 tháng cuối năm 2023 cho thấy một thời kỳ hạnh phúc cho người tuổi Bính Thìn, cho phép bản thân tận hưởng cuộc sống một cách trọn nhất. Hãy rời khỏi những người và những thứ làm chệch hướng sự phát triển của bạn, không quyết định bốc đồng và luôn đảm bảo rằng bạn đang đi đúng đường. Về phương diện công danh, sự nghiệp, người tuổi Bính Thìn nên chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chờ đón 2 tháng 11 và 12 âm lịch với nhiều điều may mắn trong sự nghiệp. Đây chính là thời điểm bạn cần cố gắng, tập trung hết sức để khẳng định giá trị bản thân mình, vươn tới một vị trí cao hơn nữa trong tập thể. Dưới sự nâng đỡ của nhị hợp, bạn có thể nhận ra rằng công việc của mình đang tiến triển suôn sẻ hơn hẳn so với trước kia. Dựa vào kinh nghiệm của mình, bạn có thể xử lý gọn gàng những nhiệm vụ được cấp trên giao phó, thậm chí tìm ra hướng giải quyết mới nhanh chóng và đạt hiệu quả cao hơn. Khó khăn xuất hiện trong khoảng thời gian này cũng không phải là điều gì quá đáng lo ngại. Nhờ xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, bạn thường xuyên nhận được lời cổ vũ cũng như sự giúp đỡ của mọi người xung quanh.
Thậm chí bạn còn được quý nhân chỉ đường dẫn lối, biến nguy thành cơ, gặt hái được nhiều thành công hơn mong đợi. Nguyệt lệnh lâm dưỡng còn thúc đẩy tinh thần, khiến bạn trở nên chăm chỉ, quyết tâm hơn. Một khi đã xác định được mục tiêu của mình là bạn sẽ cố gắng đến cùng, không bỏ dở công việc giữa chừng. Nhiều người còn nhờ bản tính cần cù, cẩn thận mà tránh được nhiều lỗi sai không đáng có, giúp tập thể hạn chế được những rắc rối không cần thiết. Thời điểm sự nghiệp của bạn đang có những bước tiến ổn định như thế này, bạn nên tin tưởng hơn nữa vào chính bản thân mình. Sau khi đã gặt hái được thành công, hãy tiếp tục đặt ra những đích đến tham vọng hơn nữa, bạn sẽ sớm ngày vươn tới đỉnh cao. Tuy nhiên, bản mệnh phải luôn tự nhắc nhở bản thân hành sự thận trọng để mắt đến mọi việc, những việc quan trọng tốt nhất nên đích thân xử lý. Còn nếu không thể tự mình ra mặt, cũng cần giao đúng người đúng việc để hạn chế bất trắc xảy ra. Để gặp nhiều may mắn trong cuộc sống vào 2 tháng cuối năm 2023, người tuổi Bính Thìn có thể xem ngày xuất hành, chọn ngày lành tháng tốt vào thời điểm này và lựa chọn hướng Tây Bắc, Bắc và Tây sẽ rất thuận lợi. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo về các màu sắc phong thủy hợp tuổi, hợp mệnh cho tuổi Bính Thìn năm này sẽ là bạc, đỏ và vàng. Con số may mắn cho người tuổi Bính Thìn là số 2, số 5 và số 6. Về phương diện tài lộc, theo tử vi tháng 11 và 12 của tuổi Bính Thìn âm lịch, nhiều cơ hội làm ăn mở ra với người tuổi Thìn trong khoảng thời gian này. Dù không phải cơ hội nào cũng giúp bạn thu được lợi nhuận một cách nhanh chóng. Điều bạn cần chú ý trong khoảng thời gian này là hãy luôn chăm chỉ, quyết tâm, đừng vội bỏ cuộc giữa chừng khi thấy kết quả chưa như ý. Do có tam hợp trợ lực, bạn có thể gặp gỡ được với những đối tác, khách hàng triển vọng. Họ có thể giúp cho bạn buôn may bán đắt, thu được lợi nhuận khả quan. Một vài người sẽ tiếp tục giới thiệu cho bạn những khách hàng mới hoặc những mối làm ăn mới, giúp bạn nhanh chóng mở rộng mạng lưới kinh doanh. Chuyện đầu tư diễn ra vào khoảng thời gian này cũng khá thuận lợi. Tuy nhiên, lợi nhuận chưa đổ về túi của bạn nhanh chóng, bản mệnh cần kiên định với định hướng của bản thân. Đừng nóng vội khi chưa nhận được lợi nhuận, có một số khoản bạn cần phải chờ đợi một thời gian mới có thể thu được trái ngọt. Người làm công ăn lương luôn cần cù, chăm chỉ, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình cũng sẽ nhận được lời khen ngợi của cấp trên với một mức thưởng tương xứng. Mọi công sức của bạn rồi sẽ được trả giá xứng đáng trong tương lai, vì thế bạn đừng ngại khó khăn, vất vả. Về phương diện tình cảm, gia đạo, tuổi Bính Thìn trong tháng 11 và 12 âm lịch, con giáp tuổi Bính Thìn hay gặp phải căng thẳng bên ngoài. Bù lại, bầu không khí trong gia đình sẽ giúp bạn có cảm giác vui vẻ, dễ chịu. Trong 2 tháng cuối năm này cũng hứa hẹn đem lại cho bạn nhiều điều phấn khởi và những kế hoạch mới. Nhờ có tam hợp nâng đỡ mà vận trình tình cảm của con giáp tuổi Bính Thìn lúc này rất tốt, thực sự là điểm sáng trong tháng này. Những người độc thân đừng ngại nhận lời mai mối từ người quen, vì chính bạn từ lâu cũng đã có cơ hội gặp gỡ hay làm quen thêm được ai đâu. Ngoài ra, nếu có cơ hội đi ra ngoài hội họp, nên chú ý hơn tới vẻ ngoài của mình. Khi bạn tự tin thể hiện vẻ quyến rũ của mình trong những buổi gặp gỡ mọi người, chắc chắn sẽ có đối tượng bị bạn thu hút. Thời gian này, những người tuổi Bính Thìn có gia đình cũng cảm nhận được sự ấm áp, quan tâm từ một nửa của mình. Bạn cũng cảm thấy thoải mái hơn trong việc chia sẻ cảm nghĩ của bản thân, thẳng thắn trong việc xử lý vấn đề nếu giữa hai người xảy ra hiểu nhầm, thế nên căng thẳng không kéo dài và hai người sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Về phương diện sức khỏe, dự báo tử vi tuổi Bính Thìn 2 tháng cuối năm 2023 về phương diện sức khỏe cho thấy thời gian này bạn nên vận động nhiều hơn. Để giải quyết tình trạng tăng cân không lành mạnh, hiện tại bạn nên thực hiện chế độ ăn kiêng và uống đủ nước cho cơ thể. Bên cạnh đó, hãy luôn ngủ đủ giấc, vì điều đó rất tốt cho sức khỏe tinh thần và thể chất. Đừng bỏ qua những bệnh vặt, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay khi có triệu chứng mệt mỏi. Đồng thời, người tuổi Bính Thìn cần phải chú ý kiểm soát những đồ ăn thức uống tiêu thụ vào cơ thể, không sử dụng rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích để giúp sức khỏe của bạn tốt hơn. Cần giữ bình tĩnh và thoải mái khi đối mặt với những tình huống khó khăn, dù đó là vấn đề sức khỏe của bản thân, người thân hoặc thành viên trong gia đình, cần cân đối thời gian làm việc, vui chơi, nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng và cẩm nang vượng vận của tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. 1. Tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong tháng 11 âm lịch. May mắn vào tháng 11 âm lịch, con đường tài chính của những người tuổi Bính Thìn sẽ có chuyển biến khả quan hơn. Một số người thậm chí thu về một khoản lợi nhuận không nhỏ từ những cơ hội đầu tư đã nắm bắt được. Nhiều cơ hội làm ăn mở ra với bản mệnh trong khoảng thời gian này. Dù không phải cơ hội nào cũng giúp bạn thu được lợi nhuận một cách nhanh chóng, điều bạn cần chú ý trong khoảng thời gian này là hãy luôn chăm chỉ, quyết tâm,
đừng vội bỏ cuộc giữa chừng khi thấy kết quả chưa như ý. Do có tam hợp trợ lực, bạn có thể gặp gỡ được với những đối tác, khách hàng triển vọng. Họ có thể giúp cho bạn buôn may bán đắt, thu được lợi nhuận khả quan. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm được những định hướng mới để phát huy thế mạnh của mình, khiến tiền lời lãi đổ vào túi một cách nhanh chóng. Thậm chí có nhiều người còn có thể mua nhà, tậu xe trong thời gian này. Nguyệt lệnh hậu thuẫn cho thấy bạn dễ gây thiện cảm với mọi người xung quanh, có thể tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đối tác, khiến việc làm ăn phát triển thuận lợi. Ngũ hành tương sinh đem lại tác động tích cực cho vận trình tình cảm của con giáp này, bạn có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Chỉ cần mở lòng mình và cho đôi bên cơ hội, hai người có thể nhanh chóng đi tới quyết định đến với nhau. Người đã lập gia đình, biết tôn trọng và yêu thương nửa kia, cũng như các thành viên khác, nhờ thế mà bầu không khí trong nhà lúc nào cũng vui vẻ, đầm ấm, gia đình là động lực để bạn cố gắng mỗi ngày. Quý nhân, Dậu, Hợi, tiểu nhân, Tuất, Tỵ, màu sắc cát tường, trắng, đỏ, con số may mắn 02, 18, 59. 2. Tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, trong tháng 12 âm lịch. Vào tháng 12 âm này, tuổi Bính Thìn đôi lúc sẽ cảm thấy khá đuối sức vì bạn đang bước chân vào giai đoạn chạy nước rút. Hãy cố gắng hoàn thành những công việc còn đang dang dở, tránh ôm đồm thêm những đầu việc mới vì sẽ gây sao nhãng cho bản thân. Tử vi tháng chạp năm Quý Mão của tuổi Bính Thìn khá tốt, cả tình yêu, sự nghiệp, tài lộc và sức khỏe đều có những bước tiến triển đáng chúc mừng, có thể nói đây là tháng thu hoạch của những chú rồng. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, con giáp này sau bao nhiêu ngày tháng vất vả cực khổ cũng đã hái được trái ngọt, bản mệnh có cơ hội được cấp trên ưu ái, cất nhắc lên vị trí cao hơn, trao cho nhiều trọng trách, lương thưởng đãi ngộ cũng theo đó tăng lên. Mệnh chủ may mắn khi có quý nhân thiên đức luôn ở bên, tháng vượng quý nhân nên mọi sự rồi cũng êm ả qua đi. Con giáp này phản ứng khá nhanh trước vấn đề nên nhanh chóng xử lý được tình huống phát sinh, không để cho hậu quả lan ra, đảm bảo được tiến độ và chất lượng của công việc, nhờ thế mà công sức bỏ ra vẫn được đền đáp bằng thành quả xứng đáng. Tháng cuối năm tiền bạc rủng rỉnh trong tay, con giáp này thoải mái kê cao gối ngủ, không phải căng thẳng để tính toán, bản mệnh có nhiều nguồn thu trong tháng. Ngoài thu nhập từ công việc chính, còn được thưởng nóng bên ngoài, được đối tác biếu xén, khách hàng lại quả, tóm lại là ví tiền lúc nào cũng trong tình trạng căng phồng. Các khoản tiền vay mượn trước đó, tưởng không còn khả năng thu hồi lại, thì bỗng dưng nhận về, quả là niềm vui bất ngờ đối với tuổi Bính Thìn, lần sau đừng nên cả nể cho vay mà mất tình, mất cả tiền. Mặc dù vậy, không thể không nhắc đến vô số khoản mà con giáp này phải chi ra trong tháng. Nếu không có các khoản này thì có lẽ tuổi Bính Thìn đã sớm phát tài phát lộc rồi cũng nên. Cuối năm phải mua sắm, biếu xén quà cáp, đi lại giữa các nơi, tưởng chừng không có gì nhiều. Nhưng cộng lại cũng thành cả khoản lớn khổng lồ, cần kiểm soát tài chính cho tốt. Để tránh mua sắm lãng phí quá mức, bạn hãy để riêng một khoản tiết kiệm cho mình quý bản mệnh nhé. Về phương diện tình cảm, tuổi Bính Thìn trong tháng cuối cùng của năm Quý Mão sẽ đón tin vui. Người độc thân tháng này đào hoa vẫn không tồi, có hy vọng tìm thấy một nửa của mình, tình cảm phát triển khá nhanh, bản mệnh có thể sớm nghĩ tới chuyện trăm năm hạnh phúc. Còn các cặp vợ chồng con cái vui vẻ quây quần sửa soạn đón Tết, nhờ đó tinh thần của tín chủ luôn vui vẻ hân hoan, nên sức khỏe cũng không có gì đáng lo ngại. Quý nhân, Thìn, Tuất, tiểu nhân, Sửu, Mùi, màu sắc cát tường, vàng, đỏ, con số may mắn 11, 93, 44. Quý vị thân mến, phong thủy nhà ở luôn là một vấn đề mà bất cứ ai cũng đều quan tâm trong quá trình xây dựng, thiết kế cũng như bố trí các gian phòng trong ngôi nhà của mình. Phong thủy nhà ở phù hợp được quan niệm sẽ giúp gia chủ đón may mắn tài lộc, đồng thời ngăn chặn những nguồn năng lượng xấu xâm nhập. Nhắc đến phòng khách thì đây là không gian sinh hoạt chung của các thành viên trong gia đình, bởi vì vậy mà phòng chức năng này sẽ hội tụ nhiều vượng khí và cần nhiều vượng khí nhất, bởi vậy các gia chủ luôn đặt phòng khách ở chính giữa căn nhà. Việc bố trí sắp xếp nội thất cũng là một bài toán, khiến mọi chủ nhà phải đau đầu. Nội thất phòng khách cần được sắp xếp làm sao cho hợp lý nhất, gọn gàng, tiện nghi, nhưng vẫn phải đáp ứng được yếu tố về phong thủy, từ đó sẽ giúp cho gia chủ mang lại nhiều điều tốt đẹp, gặp nhiều may mắn. Vị trí phong thủy phòng khách tuổi Bính Thìn. Theo phong thủy học, để thiết kế được mẫu nhà ở, thì gia chủ tuổi Bính Thìn nên đặt phòng khách ở những phương vị tốt như Tây Nam, Diên Điên, củng cố các mối quan hệ trong gia đình, tình yêu. Tây, sinh khí, thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài. Tây Bắc, phục vị, củng cố sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ của bản thân, may mắn trong thi cử. Đông, Bắc thiên y, cải thiện sức khỏe, trường thọ.
Khi phòng khách đã được đặt ở vị trí tốt và hợp mệnh của chủ nhà, thì việc trang trí cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Phòng khách nên được đặt ở phía trước gần cửa ra vào, vì đây là vị trí thích hợp để lưu thông và tích tụ khí nhất trong ngôi nhà của bạn. Khi mới bước vào cửa ra vào là phòng khách, tiếp đến là phòng ngủ, bếp và các phòng chức năng khác. Nếu sắp xếp theo thứ tự ngược lại, phòng khách ở vị trí sau cùng của ngôi nhà sẽ tạo nên bố cục đẩy lùi tài, suy giảm sự nghiệp. Tuổi Bính Thìn thuộc mệnh là thổ, màu sắc chủ đạo của thổ có màu vàng, màu nâu. Theo nguyên lý tương sinh, màu sắc có lợi nhất cho người mệnh thổ là màu đỏ. Các màu phát sinh của nó như màu tím và hồng. Gia chủ tuổi Bính Thìn thì màu vàng là màu chủ đạo. Theo nghiên cứu khoa học, màu vàng sẽ giúp cải thiện tâm trạng của con người. Nó khiến cho cả căn phòng sáng bừng, là màu của ánh nắng, màu của sự tươi vui và năng động. Màu vàng sẽ luôn làm sáng và thoáng cho bất kỳ một không gian nào. Màu vàng luôn là lựa chọn tuyệt vời cho phòng khách ngôi nhà của bạn. Cuộc sống và sự nghiệp gia chủ tuổi Bính Thìn sẽ thuận lợi, phát triển hơn. Ngoài ra, các gia chủ có thể sử dụng các màu như vàng nhạt, vàng cam cho các vật dụng trong nhà. Ngoài ra tuổi Bính Thìn có thể sử dụng màu trắng bởi thổ sinh kim, nhưng nên sử dụng một cách vừa phải. Theo ngũ hành tương khắc, mộc khắc thổ, vì vậy màu nên tránh nhất là màu xanh lá, xanh lam và màu gỗ. Gia chủ mệnh thổ không nên sử dụng màu này để trang trí nhà ở, nó sẽ đem đến những bất lợi khó khăn trong cuộc sống sự nghiệp của gia chủ. Với người sinh năm 1976 có mệnh thổ thì nên sử dụng các đồ vật có nguồn gốc từ đất, đặc biệt là chất liệu gốm, sứ, đá, làm vật phẩm phong thủy trang trí. Hiện nay những vật phẩm phong thủy cho người tuổi Bính Thìn rất đa dạng, phong phú. Ví dụ cho một số vật phẩm phong thủy cho các gia chủ có thể cân nhắc: bình gốm, tranh sứ, đèn sứ thấu quang, Phật tổ Di Lặc. Theo đó, tuổi Bính Thìn có thể sử dụng các loại đá phong thủy để thu hút tiền tài. Gia chủ sinh tuổi Bính Thìn thường hợp các loại đá có màu đỏ, cam, tím, vàng, nâu. Lời nhắc mệnh dành cho tín chủ Bính Thìn trong thời điểm này. Trên con đường nhân sinh, ai ai cũng đều không biết trước mình sẽ gặp phải khó khăn trắc trở hay thất bại gì. Cũng có những việc khi đã đi gần hết chông gai rồi, lại bởi vì một chút khó khăn cuối cùng mà sụp đổ, từ bỏ, thực sự là vô cùng đáng tiếc. Khi gặp những trắc trở trên đường đời, hãy suy ngẫm 4 điều dưới đây, nội tâm chúng ta nhất định sẽ thông suốt hơn, phúc phận tự nhiên sẽ đến. 1. Mọi việc chớ nên cưỡng cầu. Giàu sang thì ai cũng muốn, nhưng phúc lộc thì sao có thể cưỡng cầu. Con người thế gian cả đời đa phần đều theo đuổi danh và lợi. Vì để có được danh và lợi, có người còn không từ một thủ đoạn tồi tệ hay phương pháp bất chính nào. Nhưng cổ nhân thường nói, mệnh lý hữu trung tu hữu, mệnh lý vô mà cưỡng cầu. Nếu trong mệnh được an bài là có, thì cuối cùng sẽ có. Còn trong mệnh không có, thì cho dù có cưỡng cầu như thế nào đi nữa cũng không chiếm được những điều nên đến, những người nên gặp. Đến lúc thích hợp sẽ tự nhiên đến, chúng ta chỉ cần dụng tâm làm tốt những việc cần làm, hoàn thành tốt bổn phận, chức trách của bản thân là được rồi. Trong Đạo Đức Kinh viết, thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, thiện cao nhất như nước, nước có thể làm lợi vạn vật mà không tranh giành. Nước là biểu hiện rất cao của sự thiện lương nơi thế gian, nuôi sống vạn vật, lại nguyện ý ở chỗ thấp. Nếu một người có thể làm được như thế, thì phúc lộc không cưỡng cầu cũng tự đến. Đó cũng chính là đạo lý, thiên đạo vô thân, thương giữ thiện nhân, đạo trời là công bằng, không thiên vị bất kỳ ai, nhưng người lương thiện phù hợp với đạo trời nên như là được trời giúp. 2. Minh bạch điều bản thân theo đuổi. Sách Thái Can Đàm viết, thế sự như ván cờ tranh đấu thắng thua, thay đổi thất thường, con người một khi đã tham gia vào thì thường sẽ bị mê hoặc ở trong đó. Chỉ có người không chơi, đặt bản thân ở bên ngoài mới có thể rõ ràng minh bạch, con người sống trên đời cũng giống như sinh sống trong một cái bình. Bị phong bế ở trong truy danh trục lợi, cả đời bận bịu, chỉ khi phá tan được cái bình ấy, người ta mới có thể hiểu được chân lý đời người. Đạt tới cảnh giới siêu phàm, chỉ khi tất cả những giấc mơ tan vỡ, người ta mới nhận ra rằng hết thảy chỉ là hư không. Gia Cát Lượng từng viết trong Giới Từ Thư rằng, phi đạm bạc vô dĩ minh trí, phi chữ tĩnh vô dĩ trí viễn, không theo đuổi danh lợi, sống cuộc sống đơn giản mộc mạc, thì mới hiển lộ ra chí hướng của bản thân, không theo đuổi sự náo nhiệt, trong tâm an bình thanh tĩnh, thì mới có thể đạt được mục tiêu rộng lớn. Trong cuộc đời, ai ai cũng đều phải trải qua rất nhiều sự tình, sẽ có được danh lợi tài phú, sẽ có được tình yêu, tình thân, nhưng đừng để tâm chấp nhất, dính mắc vào nó, đời người bất quá chỉ mấy chục năm, vội vàng mà trôi qua, cho dù chúng ta có bất kể thứ gì thì cuối cùng cũng hóa thành cát bụi. Chỉ khi chúng ta minh bạch được bản thân mình thực sự nên theo đuổi điều gì, thì cuộc sống mới có ý nghĩa, đó chính là phúc vận lớn của đời người. 3. Học cách tĩnh tâm, hưởng thụ cuộc sống. Trong tác phẩm Tiểu Song U Ký có viết, niềm vui sướng lớn nhất của cả đời người,
Không gì lớn hơn là đọc được một cuốn sách tốt, kết giao được với người lương thiện, sống chất phác, không màng danh lợi. Phúc vận tốt nhất của cả đời người không gì lớn hơn là được ngồi trong vườn bình hòa tĩnh lặng mà thưởng trà, dâng hương, an hưởng phúc. Trang Tử cũng từng viết trong Đạt Sinh rằng, người thực sự hiểu được ý nghĩa của đời người sẽ không lãng phí thời gian quý giá của cuộc đời này, sẽ không đi theo đuổi những thứ không có giá trị đối với sinh mệnh. Con người dành cả đời để truy cầu những điều không có giá trị đối với sinh mệnh, chi bằng tĩnh hạ tâm xuống, hưởng thụ cuộc sống, như thế cũng là phúc vận tự nhiên đến. 4. Học buông bỏ, thuận theo tự nhiên. Sách Thái Căn Đàm viết, tranh giành danh lợi với người khác, thậm chí bằng mọi giá để đạt được danh lợi, nhưng con người lại chưa từng nghĩ trong quá trình tranh giành ấy có quá nhiều thứ mất đi. Mặc dù có sống lâu trăm tuổi, nhưng mỗi ngày đều là sống vội vội vàng vàng, long đong lận đận, chưa từng suy nghĩ đến ý nghĩa của sinh mệnh mình. Sống như vậy cũng giống như người không sống thọ mà thôi. Khi chúng ta hiểu được sự tình và sự vật mà bản thân nôn nóng theo đuổi trong cả đời, hơn nữa sau khi suy nghĩ được ý nghĩa của việc con người vì sao mà sống trên thế gian này, thì chúng ta sẽ phát hiện ra rằng, danh và lợi mà chúng ta khổ tâm truy cầu, cuối cùng chỉ là hư ảo, khi sinh không mang theo đến, khi chết không mang theo đi, hãy học cách kịp thời buông bỏ, sống thuận theo tự nhiên để nội tâm an tường, phúc khí tự tới. Quý vị thân mến, Đức Phật dạy rằng, mọi bất hạnh trên đời đều do bản thân tự chuốc lấy, vì thế, muốn người khác tôn trọng, trước hết hãy tự tôn trọng mình. Ở đời ai cũng muốn được người khác tôn trọng, nếu bị người khác coi thường hay khinh rẻ, thì trong lòng sẽ cảm thấy không chịu nổi. Một số người bị ám ảnh bởi điều này luôn yêu cầu người khác phải tôn trọng họ, nếu không họ sẽ cảm thấy bị coi thường. Như thể người khác đang cố tình gây gổ với mình, thậm chí nảy sinh mâu thuẫn thù hận, nhưng chính những điều này sẽ gây thêm nhiều phiền phức cho cuộc sống của họ. Tuy nhiên cũng phải nói rằng, chẳng phải bản tính của con người là muốn được người khác tôn trọng sao, có ai lại muốn người khác coi thường mình. Về vấn đề này, vị cao tăng giải thích, đúng là chúng ta không ai muốn người khác không tôn trọng mình, nhưng chúng ta không nên bị chấp trước vào những gì người khác nghĩ về bản thân. Một người trước tiên phải tôn trọng chính mình để trở nên tuyệt vời. Nếu bạn không tôn trọng chính mình và suốt ngày làm những việc lén lút, thì làm sao người khác tôn trọng bạn? Vì vậy, trong cuộc sống đừng quá vướng mắc vào việc người khác có tôn trọng mình hay không, hoặc người ta có coi thường mình không quan trọng, quan trọng là bản thân mình quý trọng bản thân, bạn đánh giá bản thân như thế nào. Vị cao tăng nói, muốn được người khác tôn trọng thì phải có đạo đức, thay vì ng đến việc thay đổi người khác, hãy nghĩ đến việc làm thế nào để thay đổi chính mình. Nếu trong cuộc sống, bạn có thể chú ý tu dưỡng đức hạnh của bản thân, binh vực lẽ thật, thật lòng với bạn bè, coi trọng đạo đức, thì việc gì phải lo người khác không tôn trọng mình. Cổ nhân thường nói, sống có đức thì ở đâu thần Phật cũng biết, khi lòng không yên thì sống giữa đền, giữa chùa cũng không thấy yên. Khi lòng không từ bi thì quỳ dưới chân thần Phật trong tiếng mõ, tiếng chuông, lòng vẫn bất an. Khi lòng không hiểu được hạnh phúc thì nằm giữa bạc vàng châu báu cùng vẫn thấy bất hạnh. Vâng, chương trình đến đây là hết. Một lần nữa kính chúc quý cô bác anh chị sức khỏe, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong chương trình lần sau.